Thiên Môn Sơn nằm trong vườn quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Để lên đây, du khách có hai lựa chọn: đi đường bộ hoặc theo lối cáp treo. Với những du khách đi bằng cáp treo sẽ được trải nghiệm hệ thống cáp treo lên núi dài nhất thế giới với 98 cabin và chiều dài tới 7.455m, lên độ cao hơn 1.500m. Ngồi trên đó phóng tầm mắt, có thể thấy rừng cây um tùm, trời xanh vời vợi và vực sâu thăm thẳm. Thiên Môn Sơn được tạo hóa ưu ái ban tặng cảnh sắc đẹp tựa chốn Bồng Lai. Nơi đây còn được biết đến là cổng trời, nơi giao thoa giữa trời và đất. Trong hành trình đến Thiên Môn Sơn, du khách sẽ tham quan con đường Quỷ Cốc, tận hưởng không khí trong lành và cảnh sắc như tiên cảnh nơi đây. Ở đây có một cái bia đá, ở bia đá này có ba chữ gọi là cổng đồng viên, ý nghĩa là vườn cổng đồng. Hai cái cây ở đằng sau cái bia đá đấy chính là hóa thạch của cây cổng đồng. Vì cái cây này nó có từ thời kỳ khổng lồ cho nên nó trở thành hóa thạch. Bước trên cây cầu thủy tinh trong suốt có chiều dài 80m, nhìn xuống chiều sâu 1.430m lơ lửng giữa vách núi sẽ là trải nghiệm cảm giác thót tim với nhiều người. Đứng từ cầu kính, bạn cũng có thể ôm trọn tầm mắt quãng đường đèo dài 11 cây số với 99 khúc cua như một con rồng trắng uốn lượn dưới chân núi cùng toàn cảnh thành phố. Con đường trên không chính là con đường đẹp nhất trước khi lên đỉnh Thiên Môn Sơn để tham quan và ngắm nhìn toàn cảnh Thiên Môn Động với 999 bậc thang. Đối với người Trung Quốc, con số 999 là một con số linh thiêng, đem lại nhiều may mắn. Hành trình đặc biệt hơn bởi du khách sẽ được trải nghiệm hệ thống 12 thang cuốn xuyên núi. Theo truyền thuyết, cổng trời được hình thành sau một cơn đại hồng thủy, khiến đá vôi sụp xuống tạo thành mái vòm. Từ đó, ngọn núi này được đặt tên là Thiên Môn Sơn. Thời tiết nắng ráo là điều kiện vô cùng lý tưởng để trải nghiệm con đường 99 khúc cua xuống núi nổi tiếng ở Thiên Môn Sơn. Đây là cung đường sẽ cho bạn nhiều cảm xúc, sự háo hức và mãn nhãn với cảnh sắc tuyệt đẹp hai bên đường, nhưng cũng không khỏi thót tim với những khúc cua hiểm trở.